Xin chào các team. Chào mừng các team đã đến với channel của mình. Mình là BJ của channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một superhero mới, đó chính là Deadpool. Như các bạn đã biết thì Deadpool là một anti-hero khá nổi tiếng của Marvel. Deadpool đứng thứ 182 trong danh sách top 200 comic book characters of all time của tạp chí Wizard, và đứng thứ 31 trong danh sách top 100 comic book heroes của tạp chí IGN. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiểu sử của Deadpool nhé. Tuổi thơ của Deadpool không được tiết lộ nhiều. Người ta chỉ biết Wade Winston Wilson, tên thật Deadpool, sinh ra trong một gia đình có một người cha là một viên tướng quân đội đã nghỉ việc. Bà mẹ của anh ta mắc bệnh nan y khó chữa. Sau khi bà chết, cha của Wade đó trở nên nghiện rượu nặng và luôn đánh đập Quay mỗi khi say rượu trở về. Khi Quay lên 17 tuổi, cha anh ta bị đánh cho gần chết trong một cuộc ẩu đả với người bạn rượu của mình. Sau đó, Quay bỏ học và ghi danh vào lực lượng quân đội quốc gia Hoa Kỳ. Được một thời gian ngắn thì anh ta bị cắt khỏi quân đội và chuyển sang làm lính đánh thuê. Sau đó Quay tới Nhật Bản và làm tay sai cho ông trùm sao đen của Nhật là Boshi. Boshi đã thuê Quay thâm nhập vào tổ chức Oyakata, một kẻ thù luôn đối đầu với Boshi, thông qua một giải đấu sumo do Oyakata tổ chức. Trong thời gian này, Quay đem lòng yêu con gái của thầy dạy sumo của mình là Saye. Khi Boshi ra lệnh cho Quay giết người của Oyakata thì anh đã từ chối nhiệm vụ và thế là bị đuổi khỏi Nhật. Trở về Mỹ, Quay đem lòng yêu một cô gái điếm tuổi vị thành niên tên là Vanessa Calisle, là một dị nhân có khả năng bắt chước năng lực của bất kỳ ai với bí danh là Copycat. Sau đó Quay lại được thuê đến khu vực Trung Đông để ám sát một nữ đặc vụ của chính phủ Anh có mặt danh là Fly Eye. Nhưng khi đến nơi Fly Eye đóng quân, Quay đã giết tất cả mọi người nhưng lại không giết cô ta. Về sau khi gây ra cái chết của một người phụ nữ vô tội, Quay đã trở nên mất trí. Khi đó Quay được lệnh đi giết một người có bí danh là Quay T, nhưng không biết ngớ ngẩn thế nào mà anh đã giết nhầm vợ của Quay T là Maxidi. Sau đó thì Quay T bỏ đi và trở thành T-Ray. Còn Quay thì vì muốn tôn trọng kẻ thù nên đã lấy bí danh là Quay T Wilson, lấy tên của đối thủ, và không bao giờ thay đổi tên này. Sau đó thì Quay bị chẩn đoán là ung thư não và không thể chữa khỏi, nên Quay đã phải chia tay Vanessa. Anh đồng ý tình nguyện làm vật thí nghiệm trong một chương trình nghiên cứu khoa học của tổ chức Weapon X, mà sau này đã biến đổi anh trở thành Deadpool của chúng ta. Tiếp theo mình sẽ nói về phần năng lực của Deadpool. Đầu tiên là khả năng tái tạo siêu tốc. Deadpool sở hữu một yếu tố chữa bệnh siêu phàm nhờ vào chương trình của tổ chức Weapon X cái gen của Wolverine vào người Deadpool, nên Deadpool có thể phục hồi, tái tạo lại các mô bị mất, ghép lại các bộ phận cơ thể bị đứt trong khoảng thời gian cực nhanh. Thậm chí khả năng ấy còn tuyệt vời hơn cả Wolverine và Hulk. Deadpool có thể đứt đầu mà không chết, thậm chí nát luôn đầu mà vẫn mọc lại cái khác như thường. Có lần Deadpool phục hồi toàn bộ cơ thể chỉ từ một bàn tay. Khả năng này còn giúp cho Deadpool hầu như không bị đau đớn gì. Deadpool là một trong những nhân vật có khả năng chịu đòn tốt nhất của Marvel. Thứ hai là có kháng hóa chất. Nhờ khả năng tái tạo nên cơ thể Deadpool kháng được hầu hết các loại hóa chất, chất độc, diệt ruồi, diệt muỗi, thuốc ngủ, v.v. Tuy nhiên thì một số chất thuốc an thần với liều lượng lớn có thể tác động đến anh ta. Tiếp theo là miễn dịch bệnh. Cơ thể của Deadpool gần như miễn dịch với tất cả các loại bệnh, virus, vi khuẩn, kể cả S, SIDA trên trái đất. Về tuổi thọ thì khả năng phục hồi của Deadpool còn có làm cho cơ thể Deadpool chậm lão hóa, trẻ mãi không già. Thậm chí Deadpool có thể sống đến 800 năm nữa. Deadpool đã từng có mối quan hệ say đắm với lại Death và kết quả là bị Thanos đổi máu gan, nguyền rủa Deadpool bất tử để không bao giờ được gặp Death nữa. Miễn dịch bây giờ hầu như cách cảm. Do các tế bào não của Deadpool có khả năng tái tạo rất nhanh, nên hầu như anh Deadpool không chịu tác động của các nhà siêu tâm linh như giáo sư X và Emma Frost. Nhưng gần đây khả năng này của Deadpool đã không còn. Psylocke và Shadow King đã
là có thể đọc được suy nghĩ của Pool. Tiếp theo là siêu sức mạnh. Deadpool sở hữu siêu sức mạnh và có thể nâng ít nhất là 200 kg, tối đa lắm là 350 kg. Sức mạnh của Deadpool có thể ngang với một vận động viên Olympic. Tiếp là sức trâu. Deadpool có thể chiến đấu liên tục trong vòng nhiều ngày trước khi gục mà không cần ăn uống, tắm rửa hay tiểu tiện. Khả năng chiến đấu siêu phàm. Thực ra Deadpool có một khả năng chiến đấu rất là siêu phàm, nhanh nhẹn, phản xạ, tốc độ phù hợp. Tốc độ của Deadpool thuộc vào hàng top của Marvel. Sự nhanh nhẹn, phản xạ của Deadpool có thể ngang ngửa với cả Spider-Man. Deadpool lúc đánh nhau với Juggernaut đã từng tự nhận mình là anh em sinh đôi của Spider-Man. Deadpool được coi là một tay đánh cận chiến thuộc vào hàng đẳng cấp nhất của Marvel. Một số khả năng khác của Deadpool như là ảo thuật. Deadpool có thể rút ra từ hai cái túi của mình rất nhiều vũ khí, kể cả vũ khí lớn, vũ khí nhỏ và vừa phải từ hai cái túi đó. Thứ vũ khí lợi hại nhất của Deadpool chính là cái mồm của anh ta. Anh ta sẽ nói nhảm cho đến khi nào mà đối phương phát điên và tự sát. Chính Domino đã nói điều này. Deadpool biết được khá nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh như Nhật, Đức, Nga, Tây Ban Nha và một vài ngôn ngữ khác. Deadpool nhờ vào cái đầu tâm hồn của mình mà Deadpool biết được mình là một nhân vật ưu cấu trong truyện tranh. Thậm chí Deadpool vẫn có thể cãi nhau được với cả tác giả. Ngoài ra trong lúc chiến đấu, Deadpool cũng có thể lấy cả những vũ khí bên ngoài công truyện mang vào đánh nhau được không? Nhưng anh ấy cũng có điểm yếu. Điểm yếu của hiếm ấy là tâm hồn không ổn định. Deadpool rất dễ kích động bởi những khiêu khích nhỏ mà lao vào đánh nhau như tụi trẻ trâu cấp 2, cấp 3 bây giờ. Cái mồm có thể vừa là điểm yếu của Pool mà cũng chính là nhiều lần vì cái mồm ấy mà đã gây khá nhiều rất tốt cho mình. Đến đây mình xin kết thúc phần tiểu sử và năng lực của Deadpool nhé. Chào các thím.